Theo số liệu cập nhật mới nhất của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đồng Xoài, tính đến hết ngày 28 tháng 12, toàn thành phố có 2.056 trường hợp F0 đang điều trị, trong đó có 1.418 trường hợp điều trị tại nhà và 366 trường hợp đang điều trị tại các khu cách ly. Các F0 còn lại đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Đồng Xoài. Chỉ trong ngày hôm qua 28 tháng 12, số F0 phát sinh mới trên địa bàn thành phố Đồng Xoài là 201 ca, cao hơn so với những ngày trước đó. Với số lượng F0 tăng liên tục đã gây quá tải và khó khăn cho các khu cách ly điều trị F0 và bệnh viện dã chiến thành phố. Các F0 điều trị tại nhà tăng cũng gây áp lực cho y tế cơ sở và lực lượng phòng chống dịch tại các xã phường. Trước thực trạng đó, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đồng Xoài đã ủy quyền cho các phường, xã chủ động ban hành các quyết định quản lý, điều trị và quyết định kết thúc thời gian cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà. Chủ động phân loại và xác minh các trường hợp F0 đủ điều kiện cho cách ly tại nhà, kể cả nhà trọ để giảm tải cho các khu cách ly, điều trị tập trung. Huy động lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ y tế cơ sở trong công tác phòng chống dịch, đồng thời phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng trong quản lý, giám sát và hỗ trợ các trường hợp F0 cách ly tại nhà. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đồng Xoài cũng bổ sung thêm nguồn oxy và nhân lực để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện dã chiến thành phố. Đồng thời, tập trung cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, hạn chế đến mức thấp nhất bệnh nhân trở nặng và tử vong.